Sau tốt chiếu rọi ba tuổi này vận khí phát tài giàu lên trông thấy trong bốn tháng tới tuổi ngọ ngựa là con giáp năng động hiếu thắng giỏi suy nghĩ và có thể phản ứng nhanh trước các vấn đề con giáp này cũng thích phiêu lưu thử thách khó khăn và có thể không ngừng kích thích tiềm năng của bản thân trong bốn tháng tới họ có cả sự nghiệp và tài lộc được cải thiện ở nơi làm việc sự sáng tạo và khả năng của tuổi ngọ được công nhận nhiều hơn về tài chính họ có một số cơ hội đầu tư quản lý tiền bạc tốt Gặp vận may trời cho. Trong khoảng thời gian này tuổi Ngọ sẽ thuận lợi đạt được nhiều thành tựu. Tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ giỏi suy nghĩ và phân tích, rất độc lập và tự tin. Đồng thời, họ có ý thức mạnh mẽ về mục đích và động lực của bản thân. Tuổi Tỵ luôn có thể đối mặt với mọi khó khăn một cách bình tĩnh và sẽ không đưa ra quyết định nào đó một cách hấp tấp. Bốn tháng tới sẽ là khoảng thời gian tương đối thịnh vượng với người tuổi Tỵ. Họ có thể sẽ có vài cuộc hẹn hò lãng mạn bất ngờ. Về sự nghiệp và tài chính, tuổi Tỵ cũng rất vượng. Họ giỏi suy nghĩ độc lập và tìm giải pháp cho các vấn đề, đồng thời họ cũng rất cạnh tranh tại nơi làm việc. Về tài chính, kỹ năng đầu tư và quản lý tài chính của tuổi tỵ cũng rất tốt, có thể sẽ có thêm nhiều lợi ích. Tuổi mùi Người tuổi mùi rất hòa đồng với mọi người, hiền lành, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cùng với sự kiên nhẫn và lòng chắc ẩn, họ có lợi thế rõ ràng khi làm việc theo nhóm, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ. Trong 4 tháng tới, vận trình sự nghiệp và tài chính của người tuổi mùi có nhiều khởi sắc họ có thể có cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương các kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc được cải thiện đáng kể tuổi mùi có thể nhận được một số tài nguyên và hỗ trợ hữu ích về mặt tài chính cơ hội kiếm tiền cũng tăng lên thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm tham khảo